Rồi, hello anh em, là mình Blue đây. Thì hôm nay như tiêu đề thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mua bán coin ra tiền mặt hay là ra USDT các thứ ha. Trong này thì mình sẽ có hai cách để mua bán coin ha. Đầu tiên là bạn có thể zone vào Discord Smurf, thì cái link mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho mọi người ha. Thì mọi người có thể tìm kiếm bằng cách là giao lên là mình muốn bán coin hay là mình muốn mua coin với cái giá bao nhiêu. Đó, thì nếu mà có người nào có muốn mua coin hoặc là bán coin á thì họ có thể liên hệ với bạn. Và khi ở trong Discord này á, thì nếu mà bạn không có đủ sự uy tín á, thì các bạn có thể nhờ mình hoặc là bất kỳ mốt nào ở trong đây để trung gian ha. Và tất nhiên trung gian thì mọi người sẽ phải mất tiền phí cho người trung gian rồi đúng không? Đó, thì cách một này á, thì mọi người sẽ chủ động được cái giá mua và cái giá bán của đồng coin bằng cách là thương lượng với cả người còn lại. Đúng không? Rồi, thì cách đấy nó hơi khó khăn bởi vì là nếu mọi người muốn mua muốn bán thì mọi người sẽ phải tìm khách hàng. Đó thì nó hơi khó khăn một tí bởi vì là nếu mọi người không hoạt động nhiều, không có cái độ uy tín nhất định trong cộng đồng á thì cũng có thể là khó kiếm khách hơn. Rồi cái cách thứ hai là cách này cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản và ai cũng làm được. Nhưng mà cái một cái nhược điểm là khi mà mình bán coin thì giá nó sẽ thấp hơn cái mức trung bình và mình mua coin á thì nó cũng cao hơn mức trung bình ha. Thì đầu tiên á, anh em cần vào cái web này giúp mình là Pixel Tip. Ok, cái link mình sẽ để luôn ở dưới phần mô tả nha. Thì ngay khi vào trong này á, mọi người sẽ cần phải đăng nhập vào bằng cái tài khoản Discord của mình. Ok chưa? Sau đó mọi người vào cái phần Buy và Sell Coin này. Rồi ở đây thì mình sẽ nhìn ngay thấy cái mục Buy Coin và Sell Coin. Ok chưa? Max là 10 triệu coin và min là 100.000 coin ha. Và hiện tại cái giá ở trên web này đưa ra ấy, là khi mình mua 100.000 coin thì cái giá của nó là 10 đô, tức là 10.000 coin là giá là 1 đô. Nó đắt hơn so với việc là mình bán thì là giá 0,75 thôi. Thì ở đây nó là 10. Còn bên sell thì sao? Bên sell thì cái giá của nó lại cực kỳ thấp, là chỉ có 61 USDC cho 1 triệu coin thôi, tức là 10.000 coin thì là 0,61 đô á. Đó, thì mình sẽ làm ví dụ cho người nha. Ví dụ như là mình là người Bitcoin đi. Còn cái bước sell coin nó cũng y chang thôi, nó không có gì khác biệt cả. Ở đây là mình đặt 0,1 million coin, tức là 100k coin này. Thì cái giá của nó là 10.000 USDC. Thì mình sẽ ấn vào Submit Buy Order. Rồi, ở đây thì mình sẽ phải zoom vào cái Discord của cái web này. Đó, mình zoom vào nha. Đây là cái link của nó này, thì mình đã zoom rồi. Thì nó sẽ ra cái kênh này cho mình. Thì ở đây, mọi người để ý cho mình cái mục Buy Sell Coin này, đây này. Cái mục có giống ngôi sao này. Rồi mình phóng nhỏ lại nhé. Thì mọi người sẽ cần open ticket ở cái mục này và copy cái order ID vào đây. Thì mọi người vào phần này giúp mình, người đây, ấn vào đây để create ticket này. Đó. Rồi, sau khi create ticket á thì anh em sẽ post, thì anh em sẽ copy và paste cái này vào đây. Đó, paste cái này vào đây. Rồi, create ticket này. Ok, xong đó mình sẽ di chuyển là cái OTC ticket này nha. Rồi mình paste cái này vào đây. Đây để mình copy lại nha. Đây là mình đang làm ví dụ thôi chứ mình không mua thật nhá. Mình sẽ bom hàng nhá. Đó. Rồi cái này thì mình sẽ phải đợi support nhá. Bởi vì là cái kênh này á là nó giống như kiểu là cái vị trí của mình thôi. Mình sẽ là một người trung gian. Thì cái admin của cái web này nó cũng thế. Nó cũng là một thằng trung gian. Và nó sẽ thu coin lại của mình với cái giá rẻ, nó cầm coin nó bán cho người khác với cái giá đắt, đúng không? Thì thực tế ra là chênh lệch của nó là 4 đô mà. Đây mọi người nhìn thấy luôn ở đây này, đây là mua thì mất 10 đô nhá, mà bán thì chỉ được 6 đô thôi. Mua thì mất 99,97 thì khác gì 100 đô, còn bán thì chỉ được 61 thôi, tức là nó sẽ ăn chênh lệch khoảng tầm 4%, 40% à. Ừ, ăn chênh lệch 40%. Đó thì đây là cái cách dễ nhất để mọi người có thể mua bán coin mà không cần tìm khách hàng cũng như là không cần đến cái sự uy tín cá nhân, và mình sẽ nhờ cái trang web này để làm trung gian cho mình. Thì khả năng là đợi cái này nó hơi lâu á, cho nên là mình sẽ nói qua cho mọi người cái cách thức như vậy thôi ha. Còn đâu vào đây thì mọi người cứ paste cái, cứ mở cái ticket này lên và paste cái order ID vào thì sẽ có support liên lạc với mọi người một cách sớm nhất. Đó, và cái trang này thì mình nghĩ là cũng là uy tín thôi, bởi vì là Pixel cũng khi mà AMA mình cũng thấy là cũng đã vào trong web này khá là nhiều lần.
Mà cũng khá nhiều người nước ngoài giao dịch ở trên này ha, bởi vì nếu mà người ta không có sự uy tín ấy, thì người ta sẽ dùng cái web này. Còn đâu nếu như mình á thì mình sẽ bán coin, bán token cho anh em. Thì mọi người mà muốn mua ấy, mình chỉ bán thôi nha, mình không có mua lại nha. Thì người có thể inbox mình, thì mình cũng đã bán khá nhiều người rồi, như là Jong Han này. Thì 10k coin thì mình sẽ bán với giá 0,75 đô, tức là 100k coin thì với giá 7,5 đô. Đó, tức là 180 mấy nghìn á, thì ông này ông chuyển 190 này. Rất nhiều người khác cũng mua của mình rồi. À rồi, còn một cái điều nữa. Nếu như mà mọi người mua cái coin, mua bán coin ở cái trên trang web Pixel Tip á, thì mình sẽ không đề cập đến gì ha. Còn đâu mà nếu mà mọi người mua bán coin của mình á, thì mình có một cái lưu ý như sau. Thì mọi người nếu mà khi chuyển tiền cho mình xong thì mình sẽ yêu cầu mọi người lên một cái đảo nào đó để giao dịch. Thì khi giao dịch thì mọi người lưu ý là lên cân value giúp mình. Ví dụ như mọi người mua 100k coin đi, thì mọi người hãy chuẩn bị khoảng tầm 5k đồ, đồ cái item ấy, nó có giá trị value là 5k để chơi với mình, để tránh cái việc là mình bị bán ác nha. Đó, nếu mình mà bị chênh value á thì mà các bạn không bỏ value đó thì mình là thằng bị ban này chứ không phải các bạn đâu nha. Đó, và cái cách cân value thì mình đã có một cái video làm về nó rồi, thì đây mọi người có thể xem qua video này để biết cách ha. Ở cái video này thì mình nói cũng khá là rõ về cái cách cân value rồi đó. Đây này, mình còn phân đoạn nó ra đây này. Đây ví dụ vào cách cân value này, mọi người có thể ấn vào đây, mọi người tìm những cái phân đoạn này để mọi người xem cho nó dễ ha. Thì mình đã hướng dẫn cân value và vật phẩm cân value là gì rồi. Rồi, ok, thì đấy chính là tất cả những thông tin mình muốn đưa đến cho mọi người trong cái video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.